Vì con người tin nơi Đức Chúa Trời, họ phải theo sát bước chân của Ngài. Công tác của Đức Thánh Linh loại trừ những ai tuân theo giáo lý một cách mù quáng. Mỗi thời kỳ Đức Chúa Trời bắt đầu công tác mới, mang đến sự khởi đầu mới giữa con người. Nếu con người chỉ tuân theo những lẽ thật của một thời đại, rằng Jehovah là Đức Chúa Trời và Giê-xu là Đấng Christ, con người sẽ không bao giờ theo kịp công tác của Đức Thánh Linh, và mãi mãi không có khả năng có được. Vì con người tin nơi Đức Chúa Trời, họ phải theo sát bước chân của Ngài. Họ nên theo sát Ngài từng bước một. Trên con đi đâu, những kẻ này theo đó. Chỉ những người tìm kiếm con đường thật này mới là người biết đến công tác của Đức Thánh Linh. Chỉ những ai đi theo bước chân của trên con đền cùng mới có được phước lành cuối cùng. Những người không đi theo đền tận cùng hay không theo kịp công tác của Đức Thánh Linh, và những người chỉ bám víu vào công tác cũ, không những không chung tín với Đức Chúa Trời mà ngược lại đã trở thành kẻ chống đối Đức Chúa Trời, đã trở thành những kẻ bị thời đại mới trôi bỏ, và cuối cùng tất cả họ sẽ bị trừng phạt. Còn ai đáng thương hơn họ không? Vì con người tin nơi Đức Chúa Trời, họ phải theo sát bước chân của Ngài. Họ nên theo sát Ngài từng bước một. Trên con đi đâu, những kẻ này theo đó. Chỉ những người tìm kiếm con đường thật này mới là người biết đến công tác của Đức Thánh Linh. Chỉ những ai đi theo bước chân của trên con đền cùng mới có được phước lành cuối cùng. Những kẻ mù quáng bám vào luật pháp, họ càng thể hiện lòng trung thành với luật pháp, thì họ càng là những kẻ dễ nghe trong đời Đức Chúa Trời. Bây giờ không phải thời đại luật pháp mà là thời đại vương quân. Công tác của ngày hôm nay và công tác của quá khứ không thể được đề cập đồng thời, và công tác của quá khứ không thể so sánh với công tác của ngày hôm nay. Công tác của Đức Chúa Trời thay đổi, thực hành của loài người cũng vậy. Chẳng còn là tuân giữ luật pháp hay vác cây thập tự. Vì vậy lòng trung thành của con người đối với luật pháp và cây thập tự sẽ không được Đức Chúa Trời chấp thuận. Vì con người tin nơi Đức Chúa Trời, họ phải theo sát bước chân của Ngài. Họ nên theo sát Ngài từng bước một. Trên con đi đâu, những kẻ này theo đó. Chỉ những người tìm kiếm con đường thật này mới là người biết đến công tác của Đức Thánh Linh. Chỉ những ai đi theo bước chân của trên con đền cùng mới có được phước lành cuối cùng.